Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024, sáng ngày 31 tháng 1, đồng chí Hoàng Thị Hồng, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đi thăm chúc Tết cán bộ nhân dân xã Giao An, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Cùng tham gia tặng quà có đại diện các ban ngành cấp huyện. Đồng chí Hoàng Thị Hồng và đoàn công tác đã đi thăm tặng quà ông Lê Xuân Thủy, thương binh 21% tại thôn Chô. Ông Hà Xuân Thu tham gia hoạt động kháng chiến bị định bắt tù đầy ở thôn Viên, xã Giao An. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng. Chúc các gia đình đón xuân vui khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Trong dịp này, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đoàn công tác của huyện đã đến thăm tặng quà chúc Tết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Giao An. Nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, công tác chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đồng chí đã biểu dương những kết quả mà xã Giao An đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị xã Giao An nỗ lực hơn nữa trong năm 2024 để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2025, để quyết tâm đạt được các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội Đảng bộ các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra, quan tâm đến chính sách an sinh xã hội để nhân dân đón Tết vui vẻ an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Hồng và các đồng chí trong đoàn đã trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được tài trợ bởi xi măng Bình Sơn.